Vâng, thưa định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Chào mừng toàn thể cô chú chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định Vinhome. Vâng, và hôm nay đây là ngày 29 của chị ạ, là ngày cuối tháng luôn, tháng này có 29 ngày thôi. Và ngày mai là ngày mùng 1 rồi, và ngày mai là bước qua tháng Ngầu rồi. Tháng Ngầu thì là cô chú chị chúng ta là Việt Nam mình thường gọi là tháng cô hồn đấy ạ. Vâng. Vâng, và hôm nay đây Thiên Định đang muốn chia sẻ với toàn thể của anh chị chúng ta một cái nội dung cơ bản, đó chính là mua nhà trong tháng Ngâu. Vâng, và Thiên Định chia sẻ luôn, qua những năm vừa rồi, những năm gần đây ấy, Thiên Định chia sẻ rằng là cái trong tháng Ngâu ấy, trong tháng Ngâu là cái tháng cô hồn đấy, thì rất nhiều của anh chị chúng ta mua được những cái sản phẩm giá rất là tốt, và cái lượng khách hàng mua bán trong tháng Ngâu như năm trước thôi, thì Thiên Định cũng cảm nhận được rằng là cái lượng bán được nó rất là nhiều luôn, và nó còn nhiều hơn những cái tháng bình thường của chúng chị nhé. Ví dụ bình thường những tháng khác thì là 10 căn, nhưng mà tháng Ngâu là 15 đến 20 căn, 30 căn đấy. Thì hôm nay Thiên Định, nội dung của Thiên Định đưa ra để cô chú chị chúng ta có thể hiểu được là vì sao trong tháng Ngâu lại bán được những cái số lượng căn nó nhiều như vậy, và vì sao trong tháng Ngâu nó là cái tháng mà cô chú anh chị chúng ta có cơ hội có thể mua được giá tốt. Vâng, thì thứ nhất đấy, cô chú anh chị phải phải hiểu một điều rằng là cái tháng Ngâu, cái quan điểm tháng Ngâu ấy là cái quan điểm của từng người, và cái quan điểm đó thì nó ảnh hưởng, nó cũng là ảnh hưởng chính là cái những cô chú anh chị chúng ta nhiều tuổi. Chứ còn như thanh niên như Thiên Định hoặc là rất nhiều anh chị còn trẻ, thì thực ra là mua được sản phẩm giá tốt là một điều rất là may mắn, và đó là cái cơ hội để cô chú anh chị chúng ta có thể mua được giá rẻ, đúng không ạ? Còn nếu như kiêng kỵ, để nói đến kiêng kỵ thì giống như chỉ có kiêng kỵ giống như là chuyển nhà này, nhập trạch này đấy. Như thế là nó cũng sẽ ảnh hưởng, hoặc là kỳ lắm là cô chú anh chị chúng ta mua để ở thì có thể là kiêng kỵ, thì cũng không vấn đề gì, đó là cái tốt, tại vì cái ngôi nhà là cái mua để ở là cái rất là quan trọng đấy. Tậu trâu làm nhà là những cái mà rất là quan trọng đối với cuộc đời của mỗi con người, cho nên gọi là mua nhà để ở thì kỹ, thì cô chú anh chị chúng ta kiêng kỵ không mua trong tháng Ngâu cũng là chuyện bình thường. Nhưng Thiên Định đang nói đến bài toán là bài toán đầu tư, thì Thiên Định chia sẻ luôn, nó cái quan điểm đấy nó làm cho khách hàng, đúng không? Nó làm cho khách hàng, làm cho những người quan tâm bình thường đấy đến tháng Ngâu không quan tâm nữa. Cô chú anh chị chúng ta có một cái tư tưởng là đợi qua tháng Ngâu mới mua, hoặc là mua trước tháng Ngâu đấy. Thế là đến tháng 7 là cái tháng cô hồn, là cái sản phẩm bất động sản cũng như cái thị trường bất động sản nó bị chững lại là điều vì vậy. Cho nên nhiều người có cái tư tưởng như vậy thì nó là bỏ qua cái cơ hội để chúng ta có thể mua được cái sản phẩm giá tốt. Và Thiên Định chia sẻ luôn là rất nhiều chủ đầu tư, rất nhiều các cái dự án trong tháng Ngâu như những năm trước bán cực kỳ nhiều, và bán nhiều hơn so với những tháng bình thường. Và cái lý do vì sao ạ? Đến những cái tháng Ngâu đấy thì chủ đầu tư họ biết được là những người khách quan tâm họ quan tâm ít hơn, đúng không ạ? Họ mua ít hơn, thì đa số các cái chủ đầu tư họ đưa ra những cái gói kích cầu, những cái chính sách tốt đấy, thì những người họ cũng quan tâm, đúng không ạ? Tháng nào cũng, ví dụ tháng này cũng quan tâm, một lượng người quan tâm như vậy, tháng tiếp theo nhưng một lượng người cũng quan tâm như vậy, nhưng mà tháng nào người ta cái người quan tâm đấy họ thấy cái tháng này có cái giá tốt hơn thì họ sẽ mua, họ sẽ book ngay đấy. Và đó là cái bài toán mà chúng ta có thể cơ hội một chúng ta mua được cái sản phẩm bất động sản giá rẻ đấy. Nhưng ở đây Thiên Định đang nói những cái bài toán là mua bán bất động sản thổ cư đi, hoặc là những cái sản phẩm như Thiên Định đang bán là cái dòng thấp tầng tại Vinhome Ocean Park, là cái những cái sản phẩm chuyển nhượng đi, đúng không ạ? Thì bình thường cô chú anh chị chúng ta phải biết rằng là cùng một cái sản phẩm, cùng một cái căn biệt thự đấy, bình thường là có 5 đến 10 người họ quan tâm đến cái sản phẩm đấy, thì chủ nhà họ cũng 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 phải kêu chứ, đúng không ạ? Giống như một cái sản phẩm, một căn biệt thự thì bình thường có nhiều người sale hỏi, đúng không ạ? Có nhiều khách hàng họ quan tâm, thì cái người chủ nhà họ cũng đưa họ có một cũng cũng một cái quan điểm của họ là bằng giá đấy họ mới bán, đúng không ạ?
nhưng có rất nhiều người chủ nhà họ thấy tháng ngâu họ muốn đẩy đi nhanh, đúng không? Họ đưa ra một cái mức giá tốt hơn những cái tháng bình thường, thì cô chú anh chị chúng ta có thể là lúc đó là cô chú anh chị chúng ta mua được những cái sản phẩm giá rẻ hơn bình thường, thì đó là một cái mà nó là cơ hội đấy. Những người đầu tư thì họ mua rất là nhanh luôn, họ chỉ chờ cơ hội tới thôi, họ chỉ chờ sản phẩm giá tốt thôi là họ mua rồi cô chú anh chị ạ. Múc đà múc là múc, đúng không ạ? Múc xong thì hết tháng ngâu chúng ta lại bán. Múc bình thường những cái căn biệt biệt thự nhá, giá của nó bình thường là 11, tháng ngâu còn có 10 tỷ rưỡi thôi. Đấy, có những cô chú anh chị múc ra là nhanh luôn, múc xong đến hết tháng ngâu chúng ta lại bán 11 tỷ, 11 tỷ rưỡi. Đấy, đó là những cái bài toán, cơ hội mà cô chú anh chị chúng ta có thể mua được cái sản phẩm giá rẻ trong tháng ngâu. Đấy, thì thứ nhất là về khách hàng họ quan tâm ít hơn nhá cô chú anh chị nhá, thì cái sản phẩm đó nó sẽ có cái giá trị thấp xuống, cô chú anh chị chúng ta mua được giá rẻ. Cái thứ hai nữa là chính những người sale ấy, những người sale bán hàng như Thiên Định ấy, thì không không có nhiều những cái người sale hiểu được cái tâm lý khách hàng. Thiên Định chia sẻ luôn, hiểu được cái tâm lý khách hàng, hiểu được cái tình hình thực tế, hay là những cái gì đấy nắm bắt được những cái chiều hướng ngược lại như Thiên Định luôn. Thiên Định chia sẻ luôn là rất nhiều sale họ có cái tư tưởng là tháng ngâu là cái tháng cô hồn, những cái tháng này thì cái người mua rất là ít luôn, khách hàng rất là ít. Thì đấy thì sao ạ, những người sale đấy họ có cái tư tưởng như vậy thì họ không đầu tư vào truyền thông, không đầu tư vào đăng tin, không đầu tư vào tìm kiếm khách hàng, gọi điện cho khách hàng, quan tâm khách hàng và chăm sóc khách hàng trong tháng ngâu. Đấy, họ hỏi là có chăm sóc thì khách hàng cũng không mua, đúng không ạ? Có đăng tin thì người ta cũng không quan tâm. Đấy, thì cái tiền đăng tin đấy là cái tiền đầu tư, mà đầu tư thì không đưa về được cái lợi nhuận. Thì hầu như là tất cả các bạn sale đều có tư tưởng là trong tháng ngâu, có cái tư tưởng là lơ là. Đấy, không đăng tin, không đầu tư truyền thông. Và chính vì cái điều lơ là đấy thì nó lại làm cho cái thị trường, cái sản phẩm đấy nó bị hạ giá xuống. Đấy. Và chính vì vậy mà trong tháng ngâu cô chú anh chị nào những người chủ nhà họ muốn bán được, họ phải đưa ra một cái mức giá ok hơn. Chính vì vậy mà đó là cái cơ hội để cho những người đầu tư, những người quan tâm thực sự đấy, họ mua được những giá rẻ. Và Thiên Định chia sẻ luôn, có rất nhiều cô chú anh chị chúng ta gọi điện trực tiếp cho Thiên Định và bảo là ok, chuẩn bị đến tháng ngâu rồi nha em nhá. Chuẩn bị đến tháng ngâu rồi, có căn nào bán rẻ cắt lỗ hoặc là giá tốt thì gọi điện cho anh, gọi điện cho cô, gọi điện cho chú. Đấy, tại vì người ta đã nắm bắt được tình hình rồi, người ta đã hiểu được là người ta chờ đến cơ hội, chờ đến tháng ngâu để mua được giá tốt của chị ạ. Mua xong đến hết tháng ngâu là lại có một cái mức giá nó cao hơn. Đấy, thì khi đấy là của chị chúng ta đã đưa ra được một cái bài toán đầu tư đấy, kiếm lời rất là nhanh rồi. Và cũng có những cái cô chú anh chị chúng ta mua bán cực kỳ nhanh luôn, có thể là mua trong tháng ngâu bán trong tháng ngâu luôn cũng có luôn đấy, mua trong tháng ngâu bán trong tháng ngâu, hoặc là mua trong tháng ngâu đấy qua hết tháng ngâu thì bán đấy. Thì đó là những cái bài toán mà những người đầu tư họ nhìn thấy, và Thiên Định chia sẻ luôn là đó là cái cơ hội, thật sự để cô chú anh chị chúng ta nắm bắt được để mua được những cái sản phẩm trong tháng ngâu. Và Thiên Định cũng chia sẻ luôn về cái dự án Vinhome Ocean Park, đến thời điểm này nó không những liên quan đến tháng ngâu, nó còn liên quan đến tiến độ đóng tiền đấy, liên quan đến tiến độ thanh toán của chủ đầu tư đấy, của khách hàng với chủ đầu tư, của khách hàng đối với ngân hàng đấy. Ví dụ chủ đầu tư họ đưa ra một cái ân hạn nợ gốc đến thời điểm này, nhưng mà đến thời điểm này thì sát với thời điểm đấy rồi mà những người khách hàng họ đang có cái dòng tiền họ chưa chưa có thể có một cái dòng tiền luôn để họ đẩy vào để tất toán với ngân hàng, thì họ bắt buộc phải đẩy đi với cái mức giá là hợp lý hơn đấy. Rồi lại nó cũng ảnh hưởng một chút về dịch Covid, đúng không ạ? Thời điểm này đang ảnh hưởng đến dịch Covid, thì nó kết hợp với rất nhiều cái yếu tố mà cô chú anh chị chúng ta có thể cơ hội của chú anh chị chúng ta có thể mua được giá rẻ đấy. Có những cô chú anh chị chúng ta trong trong đầu đã đưa ra một cái tư tưởng là em ơi, giao dịch đấy, giao dịch trong tháng giao dịch tháng này thôi nhá, sang tháng ngâu là hết giao dịch rồi, anh chị có mua thì cũng phải chờ sang tháng tháng sau, đúng không ạ? Đấy, đó là một quan điểm, mà cái quan điểm nó khá là không ok. Đúng không ạ?
Và những người nào nhận định được cái đấy ấy, thì đó là cái cơ hội, đúng không ạ? Thiên định đang nắm trong tay cái quỷ hàng mua đi bán lại chuyển nhượng tại Vinhome Ocean Park cũng như Vinhome Riverside, những căn rất là đẹp luôn. Và Thiên định khẳng định luôn là trong tháng Âu nó sẽ rẻ hơn với cái mức giá bình thường. Và cô chú chị, như đợt vừa rồi nhá, trước khi tháng Âu đấy, cũng có cô chú anh chị chúng ta cũng hiểu rằng là trong tháng Âu giao dịch sẽ chậm hơn, thì vừa rồi có một căn ở Ngọc Trai 150 mét thôi đấy, Thiên định giúp cô chú anh chị người đầu tư nhá, giúp anh chị ấy là người đầu tư mua được cái sản phẩm đấy chỉ là 10 tỷ 950 triệu đấy, mà giá gốc của căn đấy đã 10 tỷ rưỡi rồi nhá, mua chênh đã là 400 500 rồi và bán chỉ là 10 tỷ 950 triệu đấy, đưa mua được một cái mức giá cực kỳ hợp lý luôn, cũng giống như một căn sao biển vừa rồi, một căn sao biển vừa rồi Thiên Định vừa bán xong 142,2 mét mà bán có 10,7 tỷ bao phí luôn. Cô chú chị thấy có rẻ không ạ? Đấy, rất nhiều cô chú chị đợt vừa rồi là cũng lăn tăn là đợi sang tháng Ngâu thì không bán được, mà qua tháng Ngâu thì là thứ nhất là về cái dòng tiền của nó không có, rồi còn phải giã lãi ngân hàng, rồi cũng có cô chú anh chị chúng ta là còn phải đập vào cái khoản này khoản kia đấy, là đưa ra một cái mức giá vô cùng hợp lý luôn. Và vừa rồi thì có rất nhiều cô chú anh chị chúng ta đấy nắm bắt được cơ hội, và Thiên Định đã chia sẻ luôn, Thiên Định đưa ra những cái phương án giá tốt thì cô chú anh chị phải múc luôn cô chú anh chị, không được chần chừ và không nên chần chừ, cô chú anh chị chần chừ thì người khác cũng sẽ mua mất đấy. Đấy, nhu cầu thì có rất nhiều cô chú anh chị chúng ta có nhu cầu, rất nhiều quý anh chị chúng ta có nhu cầu để đầu tư, để lướt nhanh đấy, rồi lại cũng để ở, có những quý anh chị chúng ta không quan niệm luôn đấy, không quan niệm là ở là không mua luôn. Tại vì sao, là nếu như quý anh chị quan niệm thực sự kiêng kỵ ấy, thì là quan điểm của quý anh chị chúng ta hay quan niệm cái thời điểm chúng ta nhập trạch vào ngôi nhà là thời điểm chúng ta gọi là nhận bàn giao đấy, những cái thời điểm đấy thì là những cái thời điểm chúng ta kiêng kỵ, cho nên đây là chúng ta mua bán đặt cọc mà. Và còn nó còn có cái phương án là cô chú anh chị chúng ta đặt cọc, không vậy cô chú anh chị chúng ta có thể là chủ nhà họ du di cho mình là một tháng sau, ok tôi đồng ý với anh chị là sang tháng sau hết tháng Âu chúng ta giao dịch, còn bây giờ là đặt cọc, thì cái đặt cọc nó chưa là gì cả, khi chúng ta phải tất toán xong hết tiền căn đấy, phải ra chuyển nhượng xong sang tên cô chú anh chị, như thế thì mới là cái giao dịch thực sự, đúng không ạ? Còn trong tháng Âu thì đó là cái cơ hội, và cô chú anh chị chúng ta ai mà nắm bắt được thì Thiên Định chia sẻ luôn, nó là một điều rất là tuyệt vời về chúng ta mua được giá tốt hơn mà, đúng không ạ? Và Thiên Định cũng rất nói chung là Thiên Định rất là cảm ơn những cô chú anh chị chúng ta, có những cô chú anh chị chúng ta mua bán và phân tích đưa ra những cái ý kiến mà từ đó mà Thiên Định mới học hỏi được đấy, Thiên Định mới biết được là ok tháng Ngâu như thế anh chị chờ đến tháng Ngâu anh chị mới mua đấy, người ta đưa ra một cái ý kiến là anh chị đang chờ đến tháng Ngâu anh chị mới mua, đúng không ạ? Người như thế thì Thiên Định lại lại từ đấy Thiên Định lại học được à, sau này Thiên Định cũng là người đầu tư, đúng không ạ? Bây giờ Thiên Định đang chưa có tiền đầu tư, đúng không ạ? Sau này Thiên Định cũng là người đầu tư, Thiên Định cũng chờ đến tháng Ngâu Thiên Định mới mua đấy, Thiên Định cũng nắm bắt được cơ hội như thế, và Thiên Định lại tìm cho mình những cái sản phẩm giá rẻ như thế, và chắc chắn rồi trong tháng Ngâu hết tháng Ngâu chúng ta sẽ có lời, đó là điều chắc chắn, mua được trong tháng Ngâu thì hết tháng Ngâu chúng ta sẽ có lời đấy. Và Thiên Định chia sẻ với cô chú anh chị luôn, thứ nhất là bây giờ chứng khoán đang giảm rất là sâu rồi, vậy thứ hai là giá vàng rất là cao cô chú anh chị ạ, và Thiên Định chia sẻ luôn nếu cô chú anh chị chúng ta mà đầu tư ấy, không có tiền đầu tư lâu dài thì chúng ta lướt lời là lướt, mua 10 tỷ bán 10 tỷ rưỡi, đúng không ạ? Tháng cái đợt vừa rồi Thiên Định đã lướt cho những, có những cô chú anh chị Thiên Định lướt cho 2 đến 3 căn luôn một tháng luôn, nhưng cũng có cô chú anh chị mà Thiên Định tư vấn đến 2 3 tháng rồi, chia sẻ rồi quan tâm rất là nhiều rồi, đi xem rồi rồi nhắn tin rồi gọi điện rồi tư vấn rất là nhiều rồi, nhưng mà có những cô chú anh chị cũng 3 tháng rồi mà chưa mua được một căn luôn, nhưng mà chỉ chờ, khổ một nỗi là càng chờ thì cái giá của nó lại càng cao. Tại vì sao? Đấy, cái một cái khoảng thời gian mà những cái căn rẻ không còn nữa thì bắt buộc là phải nâng giá lên, hết căn rẻ rồi Thiên Định lại bán lên những cái căn cao hơn một xíu, đúng không ạ? Nhưng mà cái thời gian rẻ hết thì cô chú anh chị chúng ta quan tâm lại không mua, nhưng có những cô chú anh chị chúng ta chỉ trong một tháng mà lướt 3 căn, một căn chỉ lời đúng 4 đến 500 triệu một căn, có những căn lời 300 triệu đấy, và Thiên Định
Thiên Định thấy gọi là những cái cô chú anh chị đấy là chớp được thời cơ rất là nhanh và quyết định rất là nhanh luôn đấy, chỉ trong 1 tháng thôi, lời 1 tỷ đến hơn 1 tỷ là chuyện bình thường luôn đấy. Tại vì sao mà đối với cái dự án Vinhome, đối với dự án Vinhome Ocean Park, nó là một cái sản phẩm nó rất là tuyệt vời, nó đi cùng những cái tiện ích đẳng cấp đúng không ạ, thì giá trị của nó cũng đi cùng với những tiện ích đấy đấy, thì gọi là cái tiện ích nó càng lên càng hình thành thì cái sản phẩm của chúng ta giá trị càng cao đấy. Và cô chú anh chị biết rồi, những cái sản phẩm của Vin là những cái sản phẩm thương hiệu, nó không có giảm giá đấy, giảm giá nó chỉ giảm một phần thôi, và đó là những cái cơ hội của cô chú anh chị, nào chúng ta nắm bắt được cơ hội thì chúng ta mua được giá rẻ, còn không tại vì những cái căn bán rẻ nó rất là ít, vụ trong một khu nó chỉ có 1 căn ví dụ đang bán rẻ hoặc là 2 căn đang bán rẻ, thì cô chú anh chị chúng ta nắm bắt được cơ hội chúng ta mua xong thì chỉ một thời gian gọi là 1 tháng sau hoặc là chỉ tầm 5 10 ngày sau có người rã hơn là bán luôn đấy. Đây là điều rất là tuyệt vời, và Thiên Định chia sẻ luôn, lướt càng nhanh thì là cái cơ hội đầu tư của chúng ta cũng càng 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 cao. Tại vì sao, cái giá trị của cao á, giá trị của căn biệt thự đấy cao, thì nếu như mà bất động sản nó sốt thì không vấn đề gì, nhưng mà hiện tại bất động sản đang đi chưa phải là lên cao mà đang ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố, thì bất động sản nó vẫn chưa có thể tăng giá mạnh được, thì cô chú chị chúng ta nếu lời nếu là đầu tư đấy thì Thiên Định chia sẻ là lên đầu tư ngắn hạn và lời chúng ta lướt đấy, lướt xong chúng ta lại mua được, tìm kiếm những sản phẩm giá tốt chúng ta lại múc múc xong lại lướt đúng không ạ? Tại vì thứ nhất là lãi suất ngân hàng rất là thấp đúng không ạ, thì thứ nhất lãi suất ngân hàng thấp, thứ hai là chứng khoán giảm, thứ ba là giá vàng cao, thì còn cái sản phẩm gì đầu tư đó, chỉ có bất động sản. Bất động sản nó vừa giữ tiền cho quý anh chị lại vừa đưa ra những cái bài toán đầu tư, và đặc biệt là cái sản phẩm của Vin thì là cái sản phẩm an toàn đấy. Thì hôm nay Thiên Định chỉ xin phép chia sẻ những cái nội dung cơ bản như vậy, cô chú anh chị nào và nói chung là quan tâm cũng như là mong muốn có thể mua được những cái sản phẩm giá tốt trong tháng Ngâu, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp với Thiên Định đặt hàng trước nhé cô chú anh chị nhé. Alo Định à, Thiên Định à, tháng Ngâu đúng không, có cái căn nào bán giá hợp lý thì alo luôn cho anh, alo luôn cho chị. Thiên Định sẽ nốt lại và Thiên Định sẽ có những khi Thiên Định săn được những cái con hàng giá tốt, những cái căn biệt thự giá hấp dẫn giá hợp lý thì Thiên Định sẽ alo luôn cho cô chú anh chị, và cô chú anh chị hãy đừng có lăn tăn, khi Thiên Định alo luôn thì cô chú anh chị chúng ta hãy múc múc nhiệt tình đấy, múc xong Thiên Định lại đẩy cho cô chú anh chị đúng không ạ, hết tháng Ngâu chúng ta lại có lời đấy, đây là cái điều mong muốn của Thiên Định. Vâng, và Thiên Định xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của Thiên Định, hãy nhớ đăng ký subscribe và ấn nút theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nhá. Vâng, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị chúng ta ở những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.